Mạnh Quỳnh Hồ Văn Cường ai hát hay hơn? Gần đây, cộng đồng mạng đã ngầm so sánh ca khúc bài hát bộ ơi đừng khóc qua phần thể hiện của ca sĩ Mạnh Quỳnh và Hồ Văn Cường. Ngay lập tức, có những ý kiến trái chiều như sau: nhiều người tranh cãi đẩy lửa và cho rằng Hồ Văn Cường thể hiện ca khúc có hồn hơn. Bên cạnh đó cũng có nhiều khán giả cho rằng không nên mang Hồ Văn Cường ra so sánh với Mạnh Quỳnh vì từ nghề nam ca sĩ còn trẻ, cần phải học hỏi thêm. Bên cạnh đó giọng hát và cách truyền cảm của các nghệ sĩ không thể lấy làm thức đo chính xác cho bài hát vì cách thể hiện của mỗi người sẽ có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Được biết, Ca khúc Bộ ơi đừng khóc là sáng tác của nhà sĩ Hamlet Trương. Bài hát này được khán giả cực kỳ yêu mến qua giọng hát ngọt ngào, không lẫn vào đâu được của cố ca sĩ Phi Nhung. Trước đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip so sánh giọng hát của Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung trong cùng một ca khúc, lập tức hai giọng ca trẻ được đặt lên bàn cân so sánh. Từ khi con nuôi Hồ Văn Cường ồn ào với mẹ nuôi là cố ca sĩ Phi Nhung, nam ca sĩ trẻ sau đó đã rời khỏi nhà mẹ nuôi và được bộ thụy và ca sĩ Ngọc Sơn đâng đỡ, cũng sau vụ ồn ào này, Phan Duật đã theo dõi Hồ Văn Cường nhiều hơn. Đặc biệt hơn, tại thời điểm đó có nhiều đại gia, hoa hậu, người nổi tiếng, doanh nhân hay bà Nguyễn Phương Hằng rất quan tâm đến em ấy. Những ồn ào đã đi qua, Hồ Văn Cường cũng không muốn nhắc đến quá khứ cũng như không xuất hiện tại nhà của ca sĩ Phi Nhung trong những sự đặc biệt hai tưởng nhận mẹ ngôi Phi Nhung. Hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Việt Tên Nóng bằng cách giúp kênh đạt được 60.000 lượt theo dõi trong vòng 90 ngày, quý vị nhé! Xin cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của tất cả quý vị!